Hello, nghe hôm nay mình hướng dẫn các bạn nhận 300 túp cần protocol nha các bạn. Sẽ bằng là tương đương với 3 đô nha các bạn. Mình sẽ kèo này là rút tiền về liền các được. Đầu tiên các bạn, mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Rồi nha các bạn, đầu tiên các bạn nhập mail, mật khẩu và xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi nhập mã code này vô nha các bạn. Verify code nha các bạn. UT8 U8FR F nào đó ta FR. Rồi các bạn bấm vào sign up nha các bạn. U8FR. Rồi ok, vô email verify. Rồi nó thông báo gì là các bạn thoát ra đi nha các bạn. Rồi các bạn vô cái mail nha các bạn. Các bạn, nó gửi về cái mail chính luôn nha các bạn. Các bạn vô verify nha các bạn. Các bạn chỉ việc đăng ký là mình được 3 đô, giới thiệu được người đến 6 đô rút về liền luôn các bạn. Rồi you verify token. Berkeley. Rồi nó yêu cầu mình KYC nha các bạn. Rồi mình sẽ, các bạn bấm vào một ba dấu gạch nha các bạn. Sau khi các bạn nhập vào ba dấu gạch, các bạn bấm vào nút mời một người bạn nha các bạn. Rồi các bạn vô đây KYC nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thiết lập tài khoản của tôi. Thiết lập tài khoản các bạn. Rồi đây thì các bạn cập nhật vô tên của mình, ngôn ngữ quốc gia nha các bạn. Rồi các bạn bấm tên người dùng, ngôn ngữ chọn Việt Nam, tiếng Anh nha các bạn. Rồi quốc gia lãnh thổ Việt Nam. Rồi bấm vào chi tiết nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút sale nha các bạn. Nút tiếc là nút sale đó. Rồi như vậy là đã thành công nha các bạn. Rồi các bạn qua cái mục thiết lập, qua mục KYC nữa các bạn. Này dây bạc à. Rồi. Rồi các bạn, feed name các bạn ghi tên nha các bạn. Last name là các bạn ghi họ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô đây chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Quốc gia Việt Nam đâu ta? Trong quốc gia Việt Nam đâu mất tiêu vậy ta? Ê, đâu đây? Làm mất thời gian quá đi. Việt Nam ơi, Việt Nam, Việt Nam ơi, Việt Nam. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Rồi ID number là cái số chứng minh nhân dân của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn up lên hai ảnh nha các bạn. Một giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Việt qua nè. Ảnh chứng một bức ảnh chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Các bạn KYC thành công mới được 3 đô nha các bạn. Chụp cho sắc nét nha các bạn. Rồi, một tấm. Rồi tấm thứ hai các bạn ghi chữ token protocol các bạn, cầm một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh các bạn. Như mình vậy nè. Gì nè các bạn. Các bạn ghi vô rồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm next nha các bạn. Rồi, như vậy là nó xác minh nha các bạn.
Ok các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Các bạn click vào cái phần ví tiền này nha các bạn. Rồi, nó kêu ví địa chỉ ETH nha các bạn. Các bạn thoát ra đi. Các bạn tải về một cái chút wallet, mình có để link tải ở dưới phần mô tả đó các bạn. Các bạn tải về nha các bạn. Sau khi mình rồi các bạn ấy gì rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn sao chép với địa chỉ gì đi. Địa chỉ với chút wallet mới được ERC20 nha các bạn. Rồi các bạn bắt nè, nãy giờ các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ với ETH này mình sao chép vô nha các bạn. Rồi các bạn dán vào. Rồi các bạn nút tiếp. Địa chỉ mới xác nhận được. Rồi nha các bạn. Vậy là mình đã ấy rồi các bạn. Rồi các bạn muốn chia sẻ với bạn bè thì các bạn copy đường link này các bạn chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Rồi các bạn muốn rút tiền chừng nào mà cái xây thành không thì nó sẽ cho các bạn 300.000 tốc cần các bạn vào đây nè các bạn, vào chứ này chưa có được bạn ơi. Chưa đi chưa KC sao rút tiền được các bạn. Vậy video của mình đến đây để kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha các bạn. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền về các bạn. Rồi các bạn nữa bấm chữ rút tiền là tự động nó về nha các bạn. Rồi, vậy chào tạm biệt các bạn mọi người.